Ukraine cho biết có tới 16 cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các thành phố ở vùng Kharkov, Kherson, Mykolaiv và Odessa. Ngoài ra, 61 cuộc không kích và 52 loạt tên lửa cũng nhắm vào các vị trí và khu vực dân cư của Ukraine. Quân đội nước này báo cáo có thường dân thiệt mạng, nhiều tòa nhà cao tầng, nhà ở, cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại. Tên lửa của Nga đã đốt cháy một kho lương thực ở thành phố Odessa bên Biển Đen. Tuy nhiên, các báo cáo về thiệt hại chính xác vẫn chưa được xác minh. Moscow đang hy vọng chiếm được vùng này trong ngày 9 tháng 5 như một thành quả mừng ngày chiến thắng. Truyền thông phương Tây đánh giá đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt với Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin được cho là đã khơi lại tinh thần của quân đội Liên Xô năm xưa khi đánh bại Đức Quốc xã, để tuyên bố rằng Nga sẽ đánh bại Ukraine hiện nay. Trong khi đó, thủ đô Moscow của Nga cũng đang tăng cường an ninh cho cuộc duyệt binh ngày chiến thắng hàng năm trên quảng trường đỏ. Ở một diễn biến khác, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang sơ tán cư dân khỏi thị trấn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Những người đầu tiên được sơ tán là những người chấp nhận quốc tịch Nga trong những tháng đầu tiên Nga kiểm soát khu vực này. Cuộc sơ tán của Nga diễn ra trong bối cảnh người đứng đầu cơ quan giám sát năng lượng hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm 6 tháng 5 cảnh báo tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, trở nên nguy hiểm.